Cô Lan Quang Minh xin chào các bạn. Hôm nay có thêm một số lan vũ nữ bút chì nở bông. Mình quay lên để cho các bạn dễ mua. Thì ở đây mình sẽ chia ra làm nhiều khóm. Mỗi một khóm như vậy là 4 cây, giá tiền là 50.000 một cây. Như vậy một khóm 4 cây có giá tiền là 200.000 ha các bạn. Đây là mình bán nguyên một khóm vậy ha. Đây là khóm số 1. Đây là các mặt hoa của nó. Vụ nữ bút chì này 50.000 một cây, một khóm như vậy là 4 cây là 200.000 các bạn. Rồi. Đây là khóm thứ hai. Khóm thứ hai thì gồm có các mặt bông sao. Cái đó chú đã nói nhiều kia chú. Để ghi đi. Tiếp theo là khóm thứ ba. Cái nụ này sẽ là màu vàng nè các bạn, vàng đậm. Tiếp theo là khóm thứ tư. Tiếp theo là khóm thứ năm. Cây này là màu sáng nè, nói chung bốn màu này khác nhau. Rồi đây là khóm thứ sáu. Chú có cây, chú có kiểm mà bẻ mai á. Nè con có dây cột lan nè. Tiếp theo là khóm thứ bảy. Như vậy là tổng cộng có 7 khóm bút chì đang nở. Mình lựa mỗi một khóm là đủ màu luôn ha các bạn. Giá tiền là 50.000 một cây, một khóm có 4 cây như vậy là 200.000, tổng cộng là có 7 khóm ha các bạn. Còn lại là nụ không biết màu. Còn lại thì nụ không biết màu như thế này thì 50.000 một cây ha các bạn. Hàng nụ thì không biết màu, 50.000 một cây. Số điện thoại bên mình là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng Vườn Lan ở phường 4, Tiến Tránh, thành phố Tân An, Long An. Quang Lan Quang Minh xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Có mua không xài.